Trong phần mềm Camtasia này thì bây giờ nếu như ở trong cái thằng chương trình này ta có một cái bài toán như thế này ha. Đây là một cái toán logic bình thường thôi, nó không có một cái gì phức tạp hết. Tại vì là tôi muốn á là để cho các bạn nhìn thấy được là logic. À bây giờ tôi đang vẽ, tôi muốn á là tôi đưa vô được cái máy tính nè. À tất cả những cái phần mềm này tôi muốn đưa vô. Để anh chị, tôi nhấn cái máy này thì các bạn cũng sẽ thấy được cái số liệu mà tôi nhấn được cho các bạn. Ví dụ như ở đây, ví dụ như tôi đưa máy này đây thì các bạn cũng sẽ thấy được cái số liệu ở đây, và trong khi như vậy thì các bạn sẽ thấy là ok. Cái màn hình này, màn hình đang ghi á, ghi ngắn gọn trong cái màn hình này và để cho cái máy tính nó hiện lên như thế này. Trong cái khúc này thôi thì ta thấy cái trực chờ của chúng ta là nó sẽ ghi ở cái màn hình nằm ngang, nó không có cái sự cắt ở phía trên. Ở trên đây là trên đây đang có các con chó đang chạy mà hầu như là cắt hết để cho nó không có mất tập trung. Và ở trên đây là ghi, thì ở đây là ghi rồi, thì ở đây giờ sẽ hiện cái máy tính để chúng ta nhấn. Máy tính đây nó vừa ra cái luôn và vừa hiển thị luôn. Còn bây giờ nếu như mà hiển ra một con số ở đây, cái pop up ở đây đây, thì ở đây cái màn tính nó sẽ nằm ở cái góc này để các bạn có nhìn thấy nó, cái số nó bự hơn. Tôi thấy nó cũng xấu tại vì nó đã bóc up ở bên đây rồi thì đâu cần nó xấu, đúng không?